Cả nhà nha, hôm nay nhóm em có làm từ thiện nha, bánh canh nha. Đó giờ là có hôm nay là có cô Thảo tài trợ 100 cái bánh bông lan đi phát chung từ thiện chắc chưa nha cả nhà. Đó là phát gạo, mì gói, nước cơm với có 100 trứng của chị, 1.000 trứng chứ lộn, 1.000 trứng của chị Thấy Trần nha cả nhà. Cũng chung tay luôn nha. Với cô Thảo cũng chung tay 50 kg cho cá nha cả nhà. Là cho một mỗi người một nửa ký nha cả nhà. Đó, bánh bông lan 100 cái. Nói chung bánh bông lan với chả cá là của cô Thảo ủng hộ nha cả nhà. Còn 1.000 trứng là của chị Thúy Trần nha cả nhà ơi. Đó, còn mọi người ở đây bên đây đang vô bánh canh nha. Sáng giờ phát được 100 phần rồi nha cả nhà. 100 phần bánh canh nha. Bây giờ còn 100 nữa là sẽ chia ra một mớ đi bệnh viện. Với còn lại một ít nữa là phát ở đây nha. Đó giờ hôm nay là cũng có nước tương về nha cả nhà. Đó, nước tương với mì gói nha cả nhà ơi. Ủa mì gói đây cổng nhiêu thùng hả chú? Đây của em là 213. 213 mà cái này nguyên xe là của ông ta mới không, của mình hết đâu không? Tính cộng hết là 300 thùng lấy gì? Là nguyên xe này 300 thùng hả? Không, của em một thùng nữa à. À, của em chỉ là một mớ thôi đúng không? À, chứ một miếng 300 thùng à. À, 1.000 mấy thùng đúng không anh? Trời, em tưởng xe đặt hết 1.000 mấy thùng luôn chứ. Đó. Đó, 300 mấy thùng với nước tương hôm nay cũng phát nha. Coi như là hôm nay sẽ phát theo là một thùng mì gói nè, với một chai nước tương nè, với một 5 kg gạo nè, với một dĩa trứng nè. Đó, còn với cái kia giống như là trứng á, tại vì trứng á là 1.000 trứng là coi như một người 10 trứng là đâu có đủ á, chỉ đủ 100 phần thôi, còn chả cá cũng đủ 100 phần nên cô em sẽ chia đôi nha cả nhà. Đó, giống như là mình sẽ cho là một thùng mì, 5 kg gạo, một chai nước tương với 10 trứng. Đó, nếu ai mà lấy trứng thì sẽ không lấy chả cá nha cả nhà. Có cái này coi như là cô Thảo cũng ủng hộ riêng em 50 kg chả cá. Còn bữa anh Tuấn Nguyễn kêu gọi á là chỉ kêu gọi gạo, mì gói với nước tương ba loại thôi. Còn cô Thảo ủng hộ riêng em 50 kg chả cá với 100 cái bánh bông lan cô Thảo. Còn chị Khí Trần ủng hộ cho Chế Dũng 1.000 trứng. Đó, cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha. Bữa danh sách mấy anh chị lên đơn ủng hộ cho 1.5 kg gạo với 5 kg gạo với một thùng mì với 50 một chai nước tương á. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha. Mỗi anh chị đều bỏ ra 10 phần, 20 phần để ủng hộ cho tháng 7 nha. Đầu tháng 7 hôm nay nha. Hôm nay là 1 tháng 7. Đó, trời ơi. Bắt đầu đi phát một số phần này cỡ 50 phần đi bệnh viện Nhi Đồng 1 nha. Đó, đi chung với Lâm nha, chị Soka nha cả nhà. Chắc đi Nhi Đồng 1 đi nha. Rồi, bắt đầu tụi em đi nha cả nhà. Nát em sẽ quay ở đó để cho mọi người xem lúc phát nha cả nhà. Rồi, giờ bắt đầu mọi người trong nhóm cũng tích cực rất là làm nhiều nha. Đó, mọi người một khâu nha cả nhà. Đó, mọi người một khâu nha. Rồi lát thì tới đó em quay cho mọi người xem tiếp nha. Tới bệnh viện Nhi Đồng nha cả nhà ơi. Đó, bánh con đó, bánh canh chay không đồng nha. Cừ. Anh xếp hàng ra sao đi anh ơi, ai cũng có phần. Lâm. Không có chú cả này mỗi người một phần rồi chú ơi. Ủa sao phát gần sao phát gần trước đi. Dạ có mấy, có 30 phần lẻ lắm anh. Trời ơi, chị đừng có đường sau, chị cứ đi theo vòng đi. À, rồi. Rồi thông cảm nha anh ơi. Rồi vô hàng đi. Rồi xếp hàng đi anh chị ơi. Lâm đều sao lại. Đúng rồi. Không chị, xếp hàng sao đi, đằng trước không có đâu chị. Ông gan sao đi anh, đằng trước không có đâu anh. Cô ơi, cô xếp hàng đi cô. Cô ơi. Xếp hàng ra sao chị ơi. Không chị gan sao chị. Mỗi người một phần nha, bánh canh cay không đồng, có sữa chua, trà dưỡng nhan nha cả nhà ơi.
mỗi người một phần là lẹ đi chị ơi. Cô ơi, gan sao không con ơi cô? Gan sao đi cô, đứng trước là không có luôn cô ơi. Gan sao đi anh ơi. Gan sao anh ơi. Gan sao đi anh cô. Anh ơi, gan sao đi anh. Anh nói xanh gan sao đi ạ. Cái không được. Ông cô này gan sao đi cô ơi. Lâm đứng trước chặn đi Lâm. Đứng trước chặn lại Lâm. Ông mỗi người một phần rồi cô ơi. Ông cô này lấy rồi đừng có cho nữa. Của em cũng phát xong rồi nha cả nhà. Phát cũng tầm 50 phần nha cả nhà ơi. Đó giờ xong hết rồi nha. Đó giờ bắt đầu em về lại cao ốc nha. Cao ốc cũng còn cỡ 40-50 phần nữa là phát cho những người bán vé số nha. Nha cả nhà. Đó bây giờ bắt đầu em chạy về lại cao ốc nha cả nhà. Phát chập 2 nha. Anh ơi đứng ở ngoài đi, đi vòng ngoài đi anh ơi. Đi trong gớt ngã đồ chơi của người ta. Lâm điều cho ông ca đi ra làm sao đi Lâm. Anh ra làm sao em đi anh ơi. Ủa anh đâu chăng? Qua đây cô ơi, bánh canh không đồng, sữa chua, trà dưỡng nhan nha cả nhà ơi. Đó, mại vô. Đó, bên kia cũng có một xe tải con đi phát nha cả nhà. Bánh canh, trà dưỡng nhan, sữa chua không đồng cả nhà ơi. Gan sao đi chị. Anh gan sao mình tới đi lẹ. Gan sao lấy đi anh. Nè anh ơi lấy không nè mỗi người. Còn nó cái Dũng rồi đó còn không? Cái phần này đi. Rồi, cảm ơn mấy anh chị nha. Mấy anh chị đây. Đó, em cũng cảm ơn mấy anh chị hội thiện nguyện nhóm A đã gieo duyên cùng chúng em tại chỗ chung cư cao ốc A nha. Để cho mấy cô chú bán vé số ngoài đường được những phần bánh canh mùng 1 tháng 7 âm lịch nha cả nhà. Với phát gieo duyên cho bệnh viện Nhi Đồng 1 nha cả nhà. Đó, giờ còn Lâm sẽ về nha. Rồi. Nhóm em cũng nãy giờ đi phát bệnh viện Nhi Đồng được 2 đợt nha. Bây giờ cuối cùng tụi em cũng đã về lại cao ốc rồi nha cả nhà. Đó, bắt đầu chuẩn bị cho những phần kế tiếp trong ngày 1 tháng 7 âm lịch nha cả nhà. Đó là phát mì gói, nước tương với gạo nha cả nhà. Giờ đang chờ gạo tới nha. Đó, chắc là đi trước 100 phần này trước. Còn khoảng 100 phần sau thì mình sẽ đi phát cho cơ nhở nha cả nhà. Đó, rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Nói chung là còn sẽ cập nhật cái clip này đi, còn kết thúc clip cả đây. Có gì mọi người xem cho còn một like, một chia sẻ nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Lát thì còn sẽ cập nhật thêm những cái clip sau cho mọi người xem nha. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Luôn theo dõi em, ủng hộ em cho em một like, một chia sẻ nha anh chị ơi. Đó, mùng 1 tháng 7 em cũng chúc cho anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Vạn sự bình an nha anh chị ơi.